vào sân thi đấu với chủ đề Phiêu Du Quá Giang Hái Lương Chi. Thank you.
ngày hôm nay chương trình sẽ được tạm dừng và vào ngày mai sẽ là 15 đoàn thi đấu tiếp tục vào lúc 10 giờ sáng ngày 8 tháng 9 năm 2019 tại Wrestling Mall. Xin mời quý vị khán giả sẽ đón xem. Hoàng Văn Sư Rồng mắt ôm tinh võ đăng ký 12 đồng tác khó, hoàn thành 12. Số điểm đạt được của đồng tác khó là 2 điểm. Thời gian thi đấu của Hoàng Văn Sư Rồng mắt ôm tinh võ là 7 phút 52 giây, đủ thời gian quy định. Các vị trọng tài có lỗi. Xin mời các vị trọng tài chuẩn bị báo điểm. Trọng tài số 1 8.75, trọng tài số 2 8.45, trọng tài số 3 8.50, trọng tài số 4 8.75, trọng tài số 5 8.30, trọng tài số 6 8.90 và trọng tài số 7 8.50. Xin mời các bạn hãy dừng trọng tài. Trọng tài xin công bố số điểm thi đấu cuối cùng của đoàn Lân Sư Rồng Hoắc Môn Tinh Võ là 8.58.